Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Outlaw trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, em xin hân hạnh giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Kenwood. Model của nó là DP3040. Model này được sản xuất khoảng năm 1992. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm, 43,4 cm. Hoặc là 44 cm chứ. Kenwood là 44 mà. Chiều cao của nó là 10,7 cm và chiều sâu của nó 26,4 cm, và nó nặng là 3,8 kg. Mặt nhôm phay được sơn màu đen, thiết kế nhìn là khá là hầm hố và đẹp mắt. Dòng này như là xuất từ thị trường châu Âu rõ, nhưng ở Nhật thì ít thông số. Phần mắt đọc thì mắt đọc của Sony 210A, dễ thay thế và không gắn đĩa. Tâm của nó đều ba dải, rất là dày dặn và chi tiết. Đồng hồ quát hiển thị sáng rõ. Ở chỗ này ngoài đường lốc xuất ra thì nó có cả đường quang xuất ra, rất là tiện lợi cho bác kết nối. Đấy. Mà chất âm của nó sử dụng chip 1 bit mà thì tương đương với lại 20 bit ạ. Về phần ngoại hình thì em cũng xin qua chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình đây, mặt tiền cái nó khá là đẹp ạ. Đấy. Chỉ có vết hơi vết rất là nhỏ đấy, ở phần mặt kính này. Đấy. Và cái chữ cái nút này nó có chảy nhẹ này. Nói chung là đẹp đúng không ạ? Phần lắp lưng thì sẵn si rồi, rất đẹp rồi. Với bên đây cũng vậy. Đấy. Về phần cạnh trên, cạnh phía trên cũng rất là đẹp. Mà đây có một cái vết sức nhỏ thôi. Đấy, và phần lắp lưng bên trên này có cái vết chảy si đây. Đấy. Đây, nó lõm nhẹ này. Đấy. Về phía sau. Model của nó là DP3040, điện 100V, công suất của nó 10W và seri của nó đây. Seri của nó là 20200176 và được sản xuất năm sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan đây. Ở chiếc đồ này thì trang bị hai đường A-lốc ra và một đường cổng quang ra cho các bác kết nối thì bên ngoài. Màu đỏ đấy sự bình thường. Và đây là phần nội thất bên trong. Còn nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới rồi. Máy móc zin nguyên bản. Đấy, mắt đọc zin là máy mắt đọc 210A. Đấy. Đây là phần đáy phía dưới. Thì đáy phía dưới thì thăm thán thì có những ố nhẹ này. Đấy. Đấy nè. Rồi và sau đây thì em xin test cái phần mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đầu này thì các bác được thưởng thức. Và chiếc đầu này trong tình trạng là máy hoạt động hoàn hảo, mắt đọc rất là tốt, tâm hay. Và giá thì bên em bán đến mức giá là chỉ có 900 ngàn đồng thôi. 900 ngàn đồng em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, nếu không may các sản phẩm bên em gửi đi mà sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi hàng tiền 100% các bác. Hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy tiện ý của mình. Còn trong quá trình mà đã sử dụng rồi thì bên em không bảo hành nhưng hỗ trợ sửa chữa. Nếu như không may cái sản phẩm nó sự cố mà không thợ sửa, tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. Đấy. Và em giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 269. Các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn là Zalo với em để tiện trao đổi nhé. Đầu thì là không gắn đĩa rồi. Đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng, cũng đĩa lòng trắng nhé. Em test một đĩa chép đây, nó được thưởng thức ạ. Rồi, đầu đã nhận đĩa. Và bên em thì còn nhiều đầu CD trong khúc từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu. Các bác có nhu cầu thì cứ hẹn trực tiếp em. Đấy. Rồi, em kính mời các bác đeo tai xuông vào để thưởng thức ạ. Thank you.
nỗi nhớ. Trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mơ tính nhỏ gợi nhớ của hồng trần. Tâm tình thường hay ngỏ trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vui. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về. Chia ly có gì vui, trời mưa nghe xa vô tim, dù anh vào kỷ niệm thao tâm chọn cả một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, nó hồn mưa ngậm đau. Thời xa giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào ngồi. Mặt đọc rất tốt ạ. Năm 2000 năm anh còn gì, tôi còn lại gì, em còn gì, ta còn lại gì, còn chẳng đó là bóng hư không, còn chẳng đó tôi đã mênh mông, còn chẳng đó tóc xanh phai màu qua mất rồi, và ngày thật dài của chúng ta, của những phôi pha. Tôi còn lại trên cuộc trần này, tiếng nhạc hồn du trọn đời mình, và em có lời đã ghi âm trong rìa cũ một mối ân sâu, và anh có áng văn xưa đây cho đến giờ. Vùng đất thanh thang, tôi gặp người tình cũ bên đường. Bây giờ nào mặt xương tóc mây. Năm 2000 năm, tôi trở về tìm dấu thân yêu trong bạn bè dần đã có đời qua một thế kỷ hai. Năm 2000 năm. Mong người nào qua chọn tuổi đời trong tuổi già để nhìn loài người còn đang sống và sống đam mê, còn đang sống vài những năm sau, người hãy ngoái mắt chăm sau mình xem cõi trần bụi hồng nhạt nhòa, rồi chúng ta đi vào.
Xin phép được dừng video cắt ở đây. Thì trước đầu này bên em bán với mức giá là 900.000 đồng. Em bao với ship Hàn Quốc, chỗ nào chuyển đủ tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em.
số điện thoại là 0907223269, em ở thành phố Thủ đức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.